Đó, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Bán hàng đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại có trên màn hình nha mọi người. 0348 30 843 nè. Nam về được mấy cọng dây điện mọi người. Với cái ổ cắm điện nè. Ổ cắm điện này có tự động rút vô ha. Kéo ra nó tự động, có lò xo nó rút vô. Cây hước này 50m. Rất là đẹp. Của Tajima. Nay về được mấy cái đồng hồ Nhật bãi nha mọi người, 4 cái, khá là đẹp luôn. Rồi video hôm nay có mã là 152 nha mọi người. Mọi người chốt hàng ghi mã số của sản phẩm như lại cái mã video giùm em nha, để nó tránh nhầm với các video trước đó ha. Đây đồng hồ đeo tay. Con này là dây thép. Xài pin nha mọi người. Con này chạy pin. Đây. Hộp số của nó. Con này hàng China, nó xuất Nhật. Con này size 35 nha mọi người. Đó. Không có tính cái kim là 35. Đây, cái khóa này rất là hay. Nó cổ tay nhỏ hay lớn gì cũng xài được hết. Hâu ra hâu vô bằng cái này mọi người. Đây khóa là ha. Để nó xuống rồi khóa lại nha. Đó. Này mặt kiến còn rất là đẹp luôn, kiến còn rất là đẹp, không có bị chày. Rồi mã là số 1 152.1 ha. Giá 300.000. Tiếp theo là một con đây, đồng hồ này nó có cái kim rất là đẹp. Kim số. Kim dạng màu trắng, số trắng. Nè. Cái tỷ số chống nước nè, MATM ha. Chịu áp lực là 13 nè mọi người, 10 kg. Áp sức nén đó. Rồi con này cũng là dây tự động, mình thấy hâu ra hâu vô nè. Cái con này là nó bằng titan nha mọi người. Dòng này bằng titan. Thép titan á. Size nó là 34 ha. 34 chưa có nấm á, 34. Đó, khóa gài rất là hay. Cổ tay lớn nhỏ gì cũng xài được. Rồi mã là số 2. 400.000 mọi người. Rồi tiếp theo là cái đồng hồ mặt vuông nè. Cũng là chạy pin.
dây thép rất là đẹp, dây thép này nó làm nhìn khá là đẹp, cũng dây tự động luôn mọi người, hâu ra hâu vô được nè, điều chỉnh cỡ tay lớn nhỏ đó. Đây cái thương hiệu nó nè, dưới nó đều là Japan. Kiến mặt kiến đẹp luôn nha, không có bị chày. À, con này có chày ở cạnh mọi người, đây, cạnh nè, nhìn kỹ cho thấy nha, nó chày râm râm ở cạnh đây nè. Size là 30 30 mặt vuông ha, có mã số 3, giá 500.000 nha. Rồi tiếp theo một con dây da, à, con này dây da rất đẹp, dây còn đẹp luôn. Sợi dây rất đẹp luôn. Đây, Japan luôn. Cọc số nó là vừa số vừa la mã luôn nha mọi người. Số la mã nữa. Rất là hay, độc đáo. Con này vỏ nó bằng đồng nha mọi người, vỏ bằng đồng. Đây, bằng đồng luôn nè. Cũng là Japan. Chịu áp lực nước nè, 53, 5 kg. Kiến con này không có bị chày mọi người, còn nguyên không có chày luôn. Rồi size nó là 32, đây cũng 31 32. Mm nha mọi người, đây 32. Con này nam nữ đeo cũng được, nó số nó kích thước nó vừa vừa, dây da nữa rất là dễ đeo. Rồi mã là số 4 nha, 600.000. Rồi tiếp theo một bộ tua vít của thằng Engineer. Đây, Engineer Japan sản xuất. Bộ tua vít này làm đồ nhỏ nha mọi người. Chuyên làm mấy cái đồ nhỏ, đồng hồ này kia, đồ chơi điện tử, đồ làm điện tử. Đây nó có vít ba ke nè. Đây. Đầu dẹt 3 ly. Ba ke 2, đầu dẹt 2.3, đầu ba ke 3, rồi đầu dẹt 1.2 ly, rất là nhỏ. Đặc biệt cái bộ này nó có một cái, đây, cái này rất là hay ha, để gấp mấy cái đồ nhỏ nè, gấp linh kiện gì đó mọi người. Nó có cái móc để gấp nè,
rất là hay. Này. Đó. Rồi, bộ tôi giúp này có mã là số 5 ha, 250 ngàn nha mọi người. Tiếp theo về cây hước SK, hước gốc của Japan. Thương hiệu là SK. Hước này đo góc nha. Lấy số đo góc, ke góc, quạch. Chung xài bên làm mộc hoặc là bên cơ khí hay xài cái này nha mọi người. Đây. Còn mới tinh, chưa sử dụng nha mọi người. Rồi mã là số 6, 300 ngàn. Tiếp theo là một cái đồng hồ so của cơ khí này của Japan. Đây thương hiệu nó này. Còn rất là chính xác nha. Đó. Rất chính xác luôn. Đầu bi còn luôn nè, đầu bi bi này còn nguyên luôn. Còn khá đẹp. Sử dụng rất là ít. Này kích thước nữa. Rồi cái đồng hồ này cái mã là số 7, 500 ngàn mọi người. 8 là cây cắt ton nha. Ton của Mitsubishi. Đây là Mitsubishi. Lưỡi còn ok. Đặc biệt cây này nó cắt nó có trợ lực nha. Đây là cái trợ lực này. Nên cắt rất là nhẹ. Đó. Rồi, đây là kích thước. Cái con có mã số 8 nha. Giá 350 ngàn. Rồi số 9 là cây cưa lọng cầm tay. Đây, cưa lọng của Engineer. Engineer của Japan luôn nha. Cái này nó có thể điều chỉnh được lưỡi ngắn, lưỡi dài nè. Khá là hay. Rồi hai lưỡi thì rất đơn giản luôn, nới hai con ốc này ra. Gắn lưỡi mới vô ha. Thể tùy chỉnh ngang hoặc dọc để mình dễ thao tác mình sử dụng ha. Lưỡi này ngoài thị trường có bán rất nhiều nha. Rồi mã cây cưa lọng cầm tay này là số 9, 250 ngàn. Rồi tiếp theo số 10 là cây hước Tajima 50 m. Hước cuộn nha mọi người. Đây, nó có hai mặt số nha. Đây. Chất liệu này rất là chắc chắn luôn nha, dây khó mà đứt được nha mọi người, rất là chắc luôn. Mình bớt giật thì nó cũng không có đứt hết. Nó chắc lắm. Nó bằng PVC nè. Còn khá đẹp nha. Rồi 50 m.
là số 10 nha, 600 ngàn. Rồi tiếp theo số 11 là cái ổ cắm điện. Ổ cắm điện của Nhật. Đây, ổ cắm này gồm có 1 2 4 6, 6 cái lỗ cắm. Đây, dây là dài 3 m nha. Dây tải được 1500W. Đây, thông số nó để nè. Của National. Made in Japan sản xuất luôn nè. Đó. Chui cắm chống rớt luôn. Xoay qua nó sẽ cứng luôn. Đó, chống rớt. Cắm bình thường cũng được, khỏi ăn xoay. Rồi 3 mét nè. 6 lỗ. Mã là 11, giá 200 ngàn. Rồi tiếp theo một câu cắm của hàng đây, Auto Maki 7A, tải dòng 7A. Dài 5m mọi người, ổ cắm này 5m, hai lỗ cắm. Đặc biệt là nó kéo ra nè. Dây rất là tốt nha, dây chịu nhiệt luôn. Dây này dây chịu nhiệt. Đặc biệt nó có lò xo rút ra nha, rút vô nè, tự hâu vô. Đó. Dài 5m tự động hâu nè. Hai lỗ cắm dẹp. Rồi, ok. Ổ cắm có mã là 12, giá 400 ngàn. Rất là tiện. 13 là con dây điện nha, 4,5 m. Dây 4,5 m nè mọi người. Tải được 15A, dây dòng 15A, 4,5 m. Mã là 13, giá 100 ngàn. Đây, dây còn nguyên, không có bị đứt gì mọi người. Dây chung hình còn nguyên. Dây đúng của Nhật luôn, 3 cộng dây Nhật. Nó rất là dẻo ha, dây Nhật nó rất là dẻo, bền. Chung lõi tốt, đồng tốt. Rồi 14 là dây 7m, 12A. Đây, giá 200 ngàn. Mã là 14, dài 7m nha. Rồi cộng này cũng bằng vậy, dài thì 8m, cũng 12A, giá là 200, mã 15. Rồi cộng ngắn là 100, đó, 4,5 m. Đây, 13, hai cộng này thì 7-8m, 200 một cộng. Rồi, em kết thúc video này đây mọi người. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.